mọi người mình xào cái món mì, thì cái món mì này udon á là nó đông đá đó, mình ta đổ vô nước chút xíu thôi cho nó tan ra cái mình xào nha. Đây nè mọi người, mình xào cái món mì udon trong xã mình ăn á mọi người. Thì cái món này gồm có thì dầu, làm nói này dầu mè y như là dầu hào á mọi người, mà mình không có ăn dầu hào, mình ăn dầu chay á, nấm chay nè, rồi bột nêm vậy thôi. Ok nè mọi người, bây giờ mình bỏ cái này lên mình xào nha. Mình xào cái này trước. Mình bỏ cái này vô mọi người. Đây. Mình bỏ miếng này nè. Xíu đường, bột ngọt, cái nghe mùi trái trái nó ngon ghê vậy đó, cắm tiệm luôn, cắm tiệm luôn nè, thấy chưa? Đó lại nấu món ăn trong vòng 10 phút, chồng vừa nhắn tin mấy về trên đường về. Để xong rồi đó, rồi coi coi ông xã mình xuống ổng sẽ ăn như thế nào nha. Hồi nãy gấp quá không có sắc củ hành đó mọi người. Thường này là có củ hành nữa mới ngon. Và đây là một dĩa cho mì con. Nè mọi người, nó mình rải sơ một chút qua hành lên như vậy đó. Rồi của ông xã mình xong rồi nè. Ok, mời mọi người cùng ăn với ông xã mình nha. Đây nè mọi người, cái dĩa mì dĩa mì của ông xã mình nè, mình mới chan một chút xíu nước tương luôn á. Trời ơi, ở ngoài nhìn không sao mà quay lên sao giờ cái mặt ông đừ dễ sợ đừ luôn nè mọi người. Mì con, có cái cô đó coi video á, thấy con ăn mì gói lâu nhiều quá không tốt á mì con. Okay, then you can put more. I knew it. Ông này á, mọi người biết không? Ông là ông ghiền nước tương luôn á, mọi người. À, ông là ghiền luôn chứ không phải là thích nha, mọi người. Ông ăn cái giống gì, ông cũng bỏ nước tương hết á. Mình ngày nay đi làm, mình lên trển ăn mấy cái bánh mì nhiều quá. Hồi nãy mình về mình đói á, mọi người. Hồi nãy mình đi làm về đói quá, mình ăn miếng cơm rồi giờ mình no rồi, thành ra để cho hai cha cơm ăn thôi. Yeah, yeah, it might. So it's cut your tongue. Yeah, yeah. Nó cắt cái lưỡi của con á. Cut your tongue. Yes. Do you hear about so the last... Mọi người nghe ông xã mình nói là có một lính làm bổng, có một người kỹ sư làm bên bên Vancouver đó mọi người. Rồi nghe nói là ngày, hồi nào giờ Vancouver không có tuyết mà mới hai ngày nay tuyết xuống sao mà nói cả thành phố như muốn đóng cửa luôn rồi mọi người. Kiểu tức là kiểu như cái thành phố nó không có quen với có tuyết đó, nên thành ra xe đồ không có, bánh xe đồ không có trang bị cho cái đó. Rồi thành phố cũng đâu có cát có muối đâu mà rải liền đâu, cho nên nói là bị trơn hết. Thành ra nói là có nhiều người để xe ở highway là ngừng một chỗ đó luôn, không có dám chạy, bỏ xe đó luôn. Rồi không dám chạy, chờ tan hết rồi mới dám chạy. Wow, because they're not prepared, because they don't have sand. They're not prepared. They don't have sand to... The city is not prepared. Yeah. The people is not prepared. They don't have the knowledge how to drive it in winter and snow. Mọi người thấy không? Everything, right? Có nghĩa là họ thành phố thì không có trang bị cho cái mùa đông á mọi người. Tất nhiên là đâu có, không phải, không có trang bị cho có tuyết đó mọi người. Rồi xe cũng không có trong đó nữa. Thí dụ như mình mua xe bự ở mấy cái tỉnh của mình á.
Mọi người biết không, nếu mà mình mua xe mà ở cái tỉnh của mình bên đây á thì có heat rồi có so it's actually if we live in here it's much better because we prepare for all. Nếu mà nóng quá thì mình cũng có máy lạnh, mà lạnh quá thì mình có cái máy heat. Rồi cái bến xe của mình là dành cho bốn mùa, rồi cái thành phố á, là nó cũng chuẩn bị cho giống như có tí có cát đồ này kia để tuyết của mọi người là nó có trơn hay này kia thì ok, còn bên đó là không có, hồi nào giờ là trời đẹp không à, cho nên nếu mà có là có mưa thôi, mà không ngờ tuyết xuống như vậy là thành phố đâu có đủ ba cái sỏi đồ này kia nào mà để rải trên highway đâu đâu mọi người, thành ra đường trơn quá, nói mấy người mà lái xe ở highway đồ này kia họ để xe nó không dám chạy tại vì nó trơn quá, hoặc là có chạy đi chăng nữa mà cũng quay vòng 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 không có chạy được á. Thì một trong những cái lính của ông xã mình làm bên đó là bị kẹt ở bển là nó chạy Airports are affected, so rồi, người lái xe đó, thì người dân đó, thì không có quen cái cách lái xe của tuyết á mọi người, giống như chưa có bao giờ có kinh nghiệm lái xe ở tuyết, có nhiều người sống lâu quá rồi đó rồi không có quen cảnh lái xe tuyết làm sao, cho nên tuyết lái không được rồi nói chung là thành phố giống như bị hơi bị tê liệt chút xíu đó mọi người, nghe không? Yeah. Wrong. He was supposed to fly back to Edmonton on Tuesday afternoon. They canceled the flight for Tuesday, and they moved it to yesterday, very late at night. So. Yeah, nó bị trì trệ hết mọi người, sân bay đồ cái gì cũng bị trì trệ hết đó, tại vì không có chạy được á, người ta không có ra được đồ này kia, rồi rốt cuộc cái gì cũng bị trì trệ hết. Thành ra cái người mà làm cho ông xã mình nói là nó đáng lẽ không? Hồi về bữa hôm kia mà bị trì trệ tới hôm qua mới về được, bỡ khổ lắm mọi người, giống như mà bên Las Vegas cũng vậy đó, giống như bên bển là xứ nóng, thành ra đâu có bao giờ xe, không có dù có máy hết mọi người, chỉ có máy lạnh thôi, rồi nhà cũng trang bị máy lạnh, đâu có máy hết đâu, còn thí dụ như mình ở mùa đông vậy đó. Không, cảm ơn con. Má không ăn cheese bread. Con muốn ăn không? Ơi trời ơi. Excuse me. Con phải nói xin lỗi. Xin lỗi mọi người. Mi xin ở. Mọi người thấy Mi xin có đẹp trai không? Cho một like. Cho một like. Mi xin nói. Both are fine. Mọi người nghe không? Mấy sao nói mọi người đăng ký mái ấm Canada cho má mi nha. Thấy thương chưa? Thấy thương cưng của chui chưa? Ăn ngon không con? Đó, mọi người coi nè. Mọi người coi nè. Một cái nhà hàng nấu cho một customer, mà customer này lúc nào cũng là customer, customer này lúc nào cũng là ủng hộ. Mommy food hết á. No, I have the restaurant is only one customer, and this customer is always satisfied. What about this customer? You have three customers. This customers already have the different restaurant. Hai đứa. These two customers always complain. Hai đứa nhóc thì lúc nào cũng ăn đồ của gì hả? Satisfied because the customer is hungry all the time. That's why it's satisfied. Mình nói giỡn nhà ông là mình nấu nhà hàng mà có một người khách à, mà người khách hồi nào cũng hài lòng với đồ ăn của mình nấu à, cái ông nói đúng rồi, có một khách customer mà tại vì khách customer thì lúc nào cũng đói bụng hết, thành ra về cái gì cũng ngon á. Ok, so you mean that I don't cook good then? Mình nói vậy rốt cuộc là tôi nấu đồ ăn không ngon hả? Ông nói có, không nói đồ ông nói good 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 ngon, mà tại thêm cái ông đói bụng nữa, thành ra hồi nào về cũng ngon hết, mọi người thấy không? Đó, coi ông ăn nè. Ông rất thích là xào mấy cái món mì xào như kiểu mình xào vậy mọi người. Nghe coi, mì con ăn có nghe ngon không? Trả lời. Ngon hả? No quá luôn hả mì con? Hả con? Chỉ ăn hết luôn nè mọi người, chỉ còn mấy cọng. Ông này thì ông thích măng tây lắm mọi người. Ông xã mình ông thích măng tây lắm. Còn mì con nó không thích. Cay quá hả? Chị này thích ăn cay mà mỗi lần ăn cay xong rồi la. Ok là uống sữa đi con, lấy miếng milk. Cái mẹo á mọi người, nhà hàng của đại hàng nó nói là mỗi lần ăn cay xong á là uống sữa đó mọi người.
Thành ra mỗi lần mấy tay này mà cay là uống sữa đó. Uống sữa tươi vô. Banh cái mỏ luôn đó, banh cái môi luôn đó. Ngoài không biết ngoài làm cái ớt này ớt gì mà nó cay kinh khủng khiếp luôn. Nè. Cái này là Việt Nam nhưng mà gốc Việt Nam nhưng mà có cái gen của miền Quế á, mọi người cùng miền Quế đó, mọi người bảo ăn cay dữ lắm. Ngon quá sợ đâu. Hồ ôm. Mạnh không? Đâu mạnh không? Đâu đưa mắt sầu cho coi coi. Ai mạnh? Đâu đưa lên chuột coi, đưa lên mắt sầu coi. Ồ. Cái chả. Mi xanh mấy tuổi? Yes, if in one more month, the on Christmas là your birthday, right? Hả? Con có vui không? Mi xanh vui quá, nói cho mọi người nghe đi. When is your birthday? It's Christmas, right? Anh này là Christmas baby nha mọi người. Anh sinh ra là Christmas. Last night là you left. Mắt của anh đừ luôn á mọi người. Rồi hôm này đi làm sớm quá luôn. See how many should we do that out. Make me excited too. Thế mọi người thấy không? Mọi người thấy không? Nấu ăn hết luôn á mọi người thấy không? Quá ngon luôn hả Kitty? Ngon quá, Kitty say ngon quá đi. Ngon quá. Người Tây á, nói chữ ngờ khó nói lắm mọi người. Toàn là nói non quá không chứ nó không có chữ ngờ, nói chữ ngờ không có được. Trời ơi, ở ngoài nhìn không có sót ruột mà quay vô vậy nhìn mặt ổng thấy sót ghê luôn mọi người. Trời tiều tụy dễ sợ luôn, mắt giờ làm như là không có ngủ nè, không có ngủ đủ nè. I said, look at you outside. It's not that bad, but look at you in the video. It's just like, wow, you're exhausted. Really? The eyes? Yeah, the eyes, yeah. The pocket and... Pocket? Pocket. Có hai cái túi mắt ở dưới nè. Thiếu ngủ. Really, really... Ngày nay là ngày đổ rác đó mọi người. Bây giờ mình đi ra ngoài mình đổ rác cho mọi người coi ở bên Canada đổ rác như thế nào nha mọi người. Thì thường cái ngày đó đậu rác hôm nay á, là thường là ông xã mình làm á mọi người. Nhưng mà tại vì mọi người thấy không, cái tay mình bắt đầu nó đổi lên rồi nè mọi người thấy không. Nè. Nó bắt đầu nó có triệu chứng nó muốn nổi lên rồi nè mọi người thấy không. Thành ra bây giờ mình chịu hết nổi là bây giờ mình muốn nè. Nó mọi người theo coi cái tay của mình nè. Nó bắt đầu nổi lên nè mọi người. Thì thường là ông xã mình làm quay về về thấy nè. Đó cái này là cái triệu chứng mới bắt đầu nó nổi lên nè mọi người. Đó. Nó nổi lên thì bây giờ mình hôm nay mình nói với ông xã mình để mình tự đi đổ rác để mình ra ngoài mình cho nó lạnh cái tay của mình đặng nó giúp cho mình bớt lại. Bây giờ mình cột cái này nha mọi người. Cả thì nhà mình không có nhiều rác, chỉ có một bao vậy thôi. Ok, để xuống cái basement coi có rác không mọi người. Cái này là ở ngoài lạnh lắm nha mọi người, mà tại vì cái tay của mình vậy cho nên mình đổ ở đây. Nó là cái này có thực phẩm, còn cái này là rác tùm lum nè, bỏ vô đây đó. Đây nè mọi người thấy không, hai cái tay của mình nè, do nó bị như vậy đó cho nên mình không có cảm giác lạnh nè. Mình ra mình còn phải để đây nữa nè mọi người thấy không, để vô khoảng mấy phút vậy đó đặng cho nó tê cái tay đi rồi mới đi vô quay đó. Rồi hai cái tay nè mọi người thấy không, vừa bước vô nhà là nước chảy lê thay luôn nè mọi người thấy không, là tại vì trong nhà mình ấm á, vô một cái là nó chảy liền, nó tan liền. Cổ ngoài quá lạnh luôn nè, nó mình làm như vậy nó tê như vậy mình mới chịu nổi nè mọi người thấy không? Mọi người ơi, hi Mr. Mi con say chop.
sẽ tắp Bingo nè, ok. Ô trời ơi, ông đòi setup cho chị hai kìa. Đâu. Mọi người có biết cái nhiệm vụ setup này của ai không mọi người? Nhiệm vụ setup này là của ba chị đó. Mà giờ My Sun anh muốn làm cho My Con nè. Trời ơi. Đã chưa?